Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 4 người mất sau khi dùng cơm tại một gia đình thuộc xã Hùng An, huyện Kim Động. Cụ thể, vào sáng ngày 26 tháng 12 năm 2021, bà Nguyễn Thị Thu, quê xã Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên, đi mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái lớn đã lấy chồng ở xã bên cạnh là Nguyễn Thị Tươi đang chở hai con đi chợ. Nên mẹ con bà này đứng nói chuyện. Do đã gần đến bữa trưa nên bà Thu mời con gái cùng hai cháu về nhà ăn cơm. Trên đường từ chợ về nhà, bà Thu gọi thêm vợ chồng người con gái thứ hai là Nguyễn Thị Tình đến ăn cơm cùng cho vui. Đáng nói đây là bữa cơm không hề có chủ đích trước. Các món ăn cũng đều là những món truyền thống như trứng ở nhà có sẵn, thịt lợn kho, chả nem, đậu phụ, rau cần. Theo trí nhớ của bà Thu, từ lúc đi chợ về đến khi cả gia đình ăn cơm, không có ai đến chơi và mọi người cũng không có biểu hiện gì lạ. Bữa cơm gia đình ngày hôm đấy so với những buổi cuối tuần khác thì chỉ thiếu một người là anh Nguyễn Văn Dũng, chồng chị Tươi, do anh này đi làm hộ người thân ở tỉnh Thái Bình. Tổng cộng bữa trưa 26 tháng 12, tại nhà bà Thu có 9 người. Khi ăn cơm, vợ chồng bà và các con, cháu đều ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Khi vừa ăn xong được khoảng 30 phút, thì con chị Tươi bị nôn và đau ngực. Ngay lập tức, cháu trai này được mọi người chuyển đến Bệnh viện Nhi Hưng Yên để cấp cứu. Sau mấy tiếng cấp cứu, cháu không qua khỏi, qua đời vào chiều cùng ngày. Trong lúc con trai chị Tươi đi viện thì chị Nguyễn Thị Tươi và chị Nguyễn Thị Tình cùng con gái chị Tình cũng có biểu hiện tương tự nên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Hưng Yên và Hà Nội. Sau đó lần lượt cháu Phạm Thị An rồi chị Tươi qua đời cùng chung các triệu chứng ói mửa, đau bụng. Điều kỳ lạ là những người còn lại ăn bữa cơm hôm đó thì sức khỏe bình thường. Con rể không ăn cơm cũng tử vong sau 20 ngày hôn mê sâu. Đặc biệt là vào ngày 28 tháng 12, khi chị Tươi mất và được đưa từ Hà Nội về nhà, thì anh Nguyễn Văn Dũng, chồng chị này, được người dân phát hiện hôn mê sâu. Ngay lập tức, anh Dũng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trước đó, khi con trai mất vào chiều 26 tháng 12, anh này hoàn toàn bình thường và cáng đáng việc hậu sự cho con. Sau 19 ngày cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội, đến chiều ngày 15 tháng 1, anh Dũng qua đời, mặc dù không tham gia bữa ăn. Trước sự ra đi đầy uẩn khúc của các nạn nhân, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Y tế vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm thi hài của ba nạn nhân là Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Văn Dũng. Chiều ngày 17 tháng 2 năm 2022, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của 4 người sau bữa cơm và người chồng tuy không đến ăn nhưng cũng mất sau đó. Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cũng chia sẻ đã có một số phương án liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên cần phải chứng minh về mặt khoa học chứ không thể nhận định một cách chủ quan. Trước câu hỏi phía cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra hay chưa, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên nói hiện vụ việc đang được điều tra theo đúng quy trình tố tụng. Gia đình hòa thuận. Chia sẻ về cuộc sống gia đình, bà Thu cho biết vợ chồng chỉ có hai con gái vẫn thường xuyên qua lại và cùng nhau ăn cơm vào cuối tuần. Theo bà Thu, các con của bà sau khi xây dựng gia đình vẫn có cuộc sống bình thường, cùng có công việc làm ở công ty gần nhà. Sự việc xảy ra đến bây giờ khiến bản thân bà Thu vẫn chưa thể hiểu cơ sự. Bà Thu khẳng định
hôm xảy ra sự việc không có bất kỳ bất thường nào, không có người lạ xuất hiện và các thành viên trong gia đình hoàn toàn bình thường. Nhiều người thân của các nạn nhân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thông tin trên mạng không chính thống, nhiều lời đồn thổi về sự ra đi của các nạn nhân sau bữa ăn với nhiều lý do vô căn cứ, khiến gia đình họ hết sức bất bình. Một người thân chia sẻ, trong lúc gia đình chúng tôi đang rất đau khổ, lại nhận được những lời đồn vô căn cứ, không đúng, khiến gia đình tôi rất buồn, rất bức xúc. Nhiều người dân thôn Lai Hạ Trung vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Nguyễn Thị Ca, 76 tuổi, hàng xóm nhà bà Thu, nói rằng, tôi sống từng này tuổi mà chưa từng thấy sự việc nào đau lòng đến thế. Vợ chồng ông Sang, bà Thu, trước giờ luôn sống hòa thuận cùng con cái. Chưa bao giờ tôi thấy gia đình họ to tiếng với nhau. Nhìn hai cô con gái nhà đó hiếu thảo với bố mẹ, chúng tôi vẫn hay nói đùa. Đấy, cần gì cứ phải có thằng chống gậy làm gì, để con gái sau này già chúng nó chăm, chả bằng mấy con dâu ấy à? Chuyên gia nói gì? Trao đổi với báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, đây là sự việc rất phức tạp và chứa nhiều uẩn khúc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nếu là ngộ độc thông thường thì sẽ không có chuyện 9 người ăn cùng mâm, cùng bữa, cùng chỗ mà 4 người mất, còn 5 người khác bình an, vô sự. Ở đây chúng ta đặt ra giả thuyết thứ nhất, đó là ngộ độc thức ăn. Thông thường ngộ độc xảy ra khi thức ăn bị ôi thiêu, hư hỏng. Tuy nhiên theo chia sẻ của gia đình thì họ mới đi chợ mua thức ăn nóng. Bên cạnh đó nếu thức ăn hư hỏng, nấm mốc, dư lượng thuốc trừ sâu thì sẽ có triệu chứng ngộ độc như choáng váng, ói mửa. Thường có thể cứu được chứ không thể qua đời ngay. Giả thuyết thứ hai, có bàn tay của kẻ khác đầu độc. Tuy nhiên chính mẹ của nạn nhân nói không có người lạ, chỉ có ông bà, hai con gái, một người con rể và các cháu. Cũng theo người mẹ, mối quan hệ giữa những người trong gia đình không có bất ổn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh phân tích, mọi việc đều có thể xảy ra, chúng ta cần chờ kết luận từ phía công an. Nếu trong trường hợp bị ngộ độc do người khác sát hại, thì người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó, ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Kim Động, Hưng Yên cho biết, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên và nhận định vụ việc này sẽ có nhiều tình huống phức tạp. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.